Biệt đội Cảm Tử. What? Phim này thì không phải bàn rồi, thuộc cái dạng cực hot, và bên phát hành và cũng như những cái fanpage yêu thích cũng có làm apply các kiểu. Thôi vào vấn đề chính. Nội dung nói về một người đứng đầu và là người có khả năng thu gom. Nói là thu gom chứ thật ra là tụi này toàn là ở tù hết rồi. Chỉ việc cái bà này chỉ việc tới và khống chế những đứa đầu trâu mặt ngựa này phục vụ cho bà ta thôi. Bà ta khống chế bằng cách nào thì khi xem phim các bạn sẽ biết, rất là độc, sử dụng tâm lý có, bạo lực có. Và trong những người mà bà ta thâu tóm đó có một đứa gọi là nửa người và nửa phù thủy. Và cái con quỷ này chính là nguyên nhân để có cái phim này. Bà nghĩ đi, đường đường là một phù thủy quyền năng mà phải chịu sự quản lý của một mụ già vừa xấu mà vừa xí nữa thì không thể nào chịu được. Và cái con phù thủy này tìm cách trốn thoát và lập nên một đội quần chống lại. Những thành viên còn lại thì bị bà ta khống chế và sai cử đi là chiến đấu với con phù thủy này. Nội dung kể ra nghe đơn giản vậy thôi nhưng mà thực chất là cực kỳ bắt mắt và cực kỳ hấp dẫn, từ nội dung cho tới hình ảnh, kể cả âm thanh nữa. Phim này hay, thật sự rất là đáng coi. Hài hước có, hành động có, tất cả đều khá là mãn nhãn. Cách dẫn chuyện của phim cũng không quá dài dòng lê thê như cái phim Batman and Superman. Phim có cái nhân vật cũng được nhiều người chú ý đó, đó là Joker. Mà các bạn yên tâm đi, Joker trong phim này chỉ đóng vai phụ thôi, không có dính dáng quá nhiều tới nội dung của phim, kiểu đem vô cho nó có màu. Nhưng mà xin chấm phim này 6 điểm, thật sự rất là đáng coi. If you like, you can click cái nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Sen nha. We're bad guys. It's what we do. Nothing really better.